hai con hả? Còn máy kỹ quá treo tiếp được lên ba cho. Quay lúc này để gần các bạn hai ba con luôn. Rồi nó chắc rồi chắc là tụi này đừng các bạn. Ok không? Mày còn quá mới mà thôi. Chắc nó hết tụi mày. Đi đâu biết. Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đang đi núi các bạn thấy núi không? Đang quay bảy máy cắt các bạn nè. 4 5 con, 5 6 con nè nó. Này cắt người dân tộc vụ Long Sưng các bạn ơi. Đó, nhóc chưa nè. Đây con bảy mua lốt các bạn. Mình chủ yếu mình vô mình quay con bảy mua lốt này nha. Đó, cái lốt mới mua đi cắt dân tộc các bạn, khuôn công, nửa công được không ạ? Đây con bảy mua lốt các bạn ơi. Bảy máy luôn nha, có con 105 nữa trời. Kia có con máy gì lạ lạ các bạn. Đây bảy mua lốt các bạn. Ở đây người ta thu hoạch đất người dân tộc Khmer các bạn. Này công có 15 16 bao quận sân á. Cắt lúa này không trúng đâu. Đây nước nôi đâu đủ đâu. Chạy dữ các bạn. Máy còn mới nè. Đó, anh này đang ở này dắt qua xã bên xã Ô Lâm rồi các bạn ơi. Huyện Chi Tôn. Đây mẻ lốt đây đang lúng các bạn. Đây hai con nè. Ờ, máy này kỹ quá treo tiếp vô lum la chứ. Bảy lúa này chạy ghê các bạn, chia hai ba con luôn. Này cắt những tộc nghe người dài công về công à. Con này chạy dài vòng nó xong các bạn ơi. Con này quá nhiều dài máy rồi. 4-5 cái chiếc. Xe mình lại chảy rồi nó cắt cũng nhiều rồi. Tại bữa nay mất đi cắt rồi tới đây 3 giờ. Con bảy con lốt này người dân tộc xứng nè các bạn, hai người dân tộc nè để đi cắt lá dân tộc đó rồi. Chạy dài đường nữa là xong miếng này các bạn ơi. Ủa lúc mới chát luôn đi cắt dân tộc tôi này chừng hai công đất các bạn. Ghê không? Nó còn quá mới các bạn ơi. Kia có hai con chạy xuống đó nha. Con này nó chạy mới quá, nó chạy hơi đã các bạn. Lúa dân tộc này công này có chừng 16 7 bao. Này ở đây bằng đang có 4 các bạn nha. Lúa này chắc cũng trúng các bạn, 16 7 bao là trúng đó chúng ta rồi đó. Tại thường thường 10 bao à. Mùa kia 10 bao à. Mùa ông sưng thì nó hơi trúng hơn chút. Đây có 105x luôn các bạn. Đi đâu không biết. Chạy vô các bạn ơi, rồi cái gì đó. Nghỉ rồi đó. Máy bự ghê không? Đó. Rồi cái mùa nằm lúc bên trời đó các bạn. Đây là chùm máy cắt luôn, ở đây là cái máy này vua nè. Rồi vô cắt đồng này. Đây nó kéo các bạn. Chạy xong cái này là chắc nghỉ luôn hay gì đó các bạn ơi.
đây 70 lốt này các bạn. Bên kia có hai con cắt cũng sửa sang rồi rồi. Ở đây là nói lại là ở đây là ấu lâm nha các bạn, đồng ấu lâm này ta kêu là cái gì không biết nữa, mà ở đây đất đây, ở đây thường thường xạ trên núi cũng có xạ đó, mà hôm nay nắng rồi nay nắng ở trên kia không có mưa các bạn, rồi bắt đầu không có nước rồi ta không có xạ trên kia, ta xạ dưới đây không à, trên vách núi rồi có lúa nữa mà lại mưa ta mới xạ, đây chùm máy luôn. Này còn dài đường nữa xong rồi. Ở đây có hai anh nè. Rồi tưởng nhìn mới đầu nhìn tưởng máy gì không rồi tấm tiếp che lại. Rất gọt con này chắc phải cũng nghỉ luôn các bạn ơi. Con này con lút này cũng kỹ xài kỹ nè. Đó ghê chưa? Đó sập các bạn, con phải con chạy sập, con chạy đứng nha. Con này chạy ra con này cũng có sập lại ra các bạn ơi. Này khu này nó là xong luôn rồi đó, vô ở đây cắt đã chừng 3 giờ rồi các bạn, ở đây có chục chiếc máy vậy đó. Tại vì mình bữa nay mình cắt sớm mình ghé mình quay các bạn coi đất ở đây không có lúng này đâu. Ở đây coi máy thôi, ở đây đâu không gài có mấy máy mới đâu, nhóc bây giờ. Mà đất này dân tộc nói chung hơi gian các bạn. Đất hàng đó nhỏ nhỏ mà vàng dữ lắm. Ở mình nói có hai con đậu các bạn. À, còn con 70 lốt đang chạy nữa nè. Máy này còn mới kèn vọng gì còn đủ chân nha các bạn. Đây chơi là cắt ở đây là không là 250 cái gì đây các bạn ơi, 250 260 gì á. Máy này quá mới các bạn ơi. Ở đây còn hai con nè mà không biết có chạy không. Có chạy nữa mình quay các bạn rồi nó nghỉ thôi. Con này dài đường nó là xong rồi. Nếu chạy con nào nó không thấy bao con nhiều các bạn. Kéo đi canh. Chắc rồi nghỉ ở đây các bạn ơi. Không ai chú ruộng đem bao nữa. Ở đây cắt cỡ 3 giờ rồi, tại đây nhiều máy lắm mà không có nhiều đất đâu. Chiếc cắt bữa mười mấy công mà. Máy mới quá các bạn. Hai ba con luôn kìa. Cái lốt này chạy nó dân tộc phí các bạn. Mua máy mới mà đem đất này chạy hư cái trơn, đất cát nó mau hư bánh lăng đó các bạn ơi. Đừng có đi ham giá cao mà vô đây chạy nha. Ở đây đất cát hư vút chạy hư vút hết trơn. Vút bọn gì đâu chịu nổi với ba cát các bạn. Đó có con là chạy ra các bạn ơi.
này chắc vô hay gì đó, nghỉ gần nghỉ rồi các bạn. Đó là hai núi không? Núi ở đây các bạn, núi nào nó, ở đây là cặp chân núi nha. Còn chút nữa là tới vô sóc người ta ở rồi. Rồi dài đường nữa là xong các bạn. Đất quay đầu liền keo luôn các bạn, thấy nãy giờ chạy quay đầu quá trời quay đầu luôn không? Mà đất nó nhỏ không à. Rồi vậy như là xong các bạn. Khu này khoảng 2 công à.